Em là Quang Hiền, em đi giao 100 thùng trăm trăm hộp trung gian chì con thỏ này. Chì con thỏ này là hơi tưởng tượng gì đi ha. Chì con thỏ, em giao 100 thùng chì con thỏ cho khách hàng ở bên biên giới Campuchia. Rồi bây giờ thì tự dưng có một thằng nhóc nó 11, 12 tuổi nó ra nó ký nhận trăm hộp trung gian này của em. Thì em sẽ quay phim cái thằng đó với em nói chuyện qua lại. Rồi em sẽ quay phim cái nơi mà em giao theo đúng cái địa chỉ mà khách hàng đưa. Rồi em sẽ đăng lên nhóm nhân viên hay là đăng lên nhóm giao hàng gì đó. Xong rồi xác nhận xong thì em mới chính thức là bàn giao hàng cho người ta. Xong rồi em đi thì cái cách làm việc của em nó suy nghĩ mới chợt suy nghĩ thôi, đang ngủ mà nghe mấy anh bán hàng nói thì em suy nghĩ, còn không biết có cách nào khác hơn không, tại vì nhiều khi người nhận hàng với cái địa chỉ nó lạ quá, rồi cái người nhận hàng nhiều khi mình cũng không biết họ là ai, rồi tự dưng ra cái nhận hàng rồi ký tên rồi giao mấy cái thùng hàng đó rồi mất rồi thì làm sao đây. Dạ xin hết.